Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với MTV. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyên mục Friday Box mỗi tuần của MTV. Vào mỗi thứ sáu hàng tuần thì tuần qua mình đã tiêu bao nhiêu tiền và mua những gì? Thì tuần này bật mí luôn là mình mua hai cái áo khoác và một cái món scrub body. Ok, thì hai cái áo khoác tuần này mình mua đều là thuộc các local brand. Một local brand thì mình đã từng sử dụng rồi và một local brand là mình lần đầu tiên sử dụng. Thôi thì mình sẽ unbox cái món mà của một brand mà mình lần đầu tiên mua hàng ở đây nha. Thì đây. Cái brand này tên gì nhìn lại quên rồi. Cái brand này thì mình biết đến thông qua Instagram. Có một số bạn KOL mà mình biết có follow ở trên Instagram thì kiểu người ta chụp hình feedback á. Mà mình thấy cái áo này nó khá là bắt trend cho nên là mình muốn mua về thử. The L Studios. Thì đây là một chiếc cardigan. Thì dạo gần đây mình thấy cardigan đang kiểu mà trend lên á, kiểu thì trở thành xu hướng mới của các local brand Việt Nam. Thì mình thấy đã khá brand làm rồi. Cái đầu tiên mình thích của cái áo này đó là nó có cái màu nâu kèm với cái màu mà kiểu kem mà ngã nâu á. Thì nhìn trên Instagram thì nó rõ nâu lắm. Ra ngoài á thì cái màu nâu này nó lại có một chút màu rêu ở trong đó nữa, kiểu nâu nó hơi ám rêu á mọi người. Thì cái áo này mình mua nó với giá là 550.000. Nó rẻ hơn so với giá gốc. Hình như giá gốc là 650 á, mà mình mua lúc sale. Cái shop này đang sale, mình đến tận store để mua luôn. Cái áo này size L. Và mình thấy size L này thật ra nó cũng không có L lắm á. What the hell? Là do mình quen bận kiểu size unisex quá rồi. Cho nên là mình nhìn cái size L nữ này thì mình thấy nó nhỏ. Cái phần bo chung là những cái phần liên kết của sợi chỉ đúng không? Thì mình thấy cũng khá là ổn so với cái mức giá này nha mọi người. Tại vì thường mà các bạn sẽ thấy là những cái áo mà cái kiểu đang chỉ, đang len này á, sẽ giá sẽ khá là mắc trên thị trường Việt Nam mình. Tại vì những cái xưởng mà làm những cái đồ này thì không có nhiều bằng xưởng đồ thun. Thì mình thấy cái giá này khá là ổn cho những bạn thích cardigan mà với cái chất liệu này ha. Về form thì cái này phải bận lên mới biết được. Và mình thấy thích được cái cardigan này ở chỗ là nó to và nó cùng màu với lại cái phần line. Tại mình thấy có một số brand nó làm cardigan hay kiểu dùng nút mà nó khác màu á, thì mình không thích cái kiểu đó lắm. Ở đây hai bên thì có hai cái túi, nó sẽ vừa với một tay bạn nữ ha. Cỡ mình, tay mình nó hơi to so với tay nữ bình thường thì nó được 2/3 cái tay. Túi khá nhỏ. Mình nhìn cái chỉ này thì nó không có dễ bị bung á, không có dễ bị nới lỏng ra này. Thì cái phần lai là cũng là len chỉ nhưng nó sẽ đang theo cái kiểu khác chứ không có đang theo cái kết cấu giống như toàn bộ bộ đồ. Nhìn chung á thì cái áo này mình thấy nó ok. Giá này cũng quá ổn, chưa có điểm gì để chê hết. Nên là mình sẽ inbox cái món thứ hai. Là kiểu tuần này mình mua đồ về cũng khá là có chủ đích, bởi vì mình muốn so sánh. Tại vì có một cái áo xuất hiện gọi là trước cái áo này, và của một brand mà mình thấy là lúc mà cái áo này xuất hiện là mưa làm gió cái phong cách cardigan monogram này luôn. DVRK là một brand gọi là local brand rất là nổi tiếng từ trước đến giờ rồi, đúng không? Fadibox mình trước đây cũng đã từng unbox một món đồ của local brand rồi. DVRK nổi tiếng là về chất lượng với lại phần thiết kế quần áo ở DVRK thì nó không có bị gọi là bảo hòa. Và đồ của DVRK thì mình thấy là có điểm nổi bật và có style nhất định. Thì cái cardigan của DVRK giống như phát súng đầu tiên vậy á. Cái áo mà hot nhất á thì bây giờ đã hết hàng rồi. Thì mình mua một cái bản màu hồng. Hiện tại là mình trên web còn bản màu hồng với bản màu xanh lá. Trong này là có cái bill nè. Cái cardigan này giá thị trường là 1.490.000. Thì cái việc mà mình mua hai cái áo này về để mình so sánh thì ra là không có ý kiểu mà công kích hai bên gì đâu. Tại vì mình chỉ muốn mua về để mình xem hai cái áo cardigan cùng là kiểu đang chỉ và monogram có một cái sự tương đồng như vậy, mà giá thì nó không tương đồng thì nó sẽ khác nhau ở những chỗ nào. Ở đây là cái của DVRK này, thì lúc cầm lên thì các bạn sẽ cảm nhận được, nếu các bạn có hai cái giống như mình thì lúc các bạn cầm lên các bạn sẽ cảm nhận được cái sự khác nhau giữa cái phần chỉ len này nè. Hiện tại luôn nha, thì cái áo DVRK này nó sẽ mềm hơn đấy, cái chất liệu nó sẽ mềm hơn nè, những cái liên kết của chỉ đan ở đây á nó sẽ chặt chẽ hơn, và cái áo nó sẽ tạo cho các bạn cảm giác là bằng len thật á. Và cái áo nó sẽ tạo cho các bạn cảm giác mềm mại hơn cái áo DL hồi nãy. Cái phần túi này thì nó to, nó nhét trọn cái tay mình luôn. Cái độ co giãn của chất liệu này cũng co giãn hơn nhiều nha. Đây,
Ở đây có chất liệu 100% cô tông nha mọi người. Và đây là size L, nó còn nhỏ hơn cái size L của cái Dior nữa. Cả hai đều size, đúng rồi, nhỏ hơn một tí, nhỏ hơn một tí tẹo. Cái phông chữ của DVRK nè, cái phông chữ của logo monogram DVRK này là cái mà mình thấy là gây tranh cãi nhiều nhất cho cái việc mà so sánh với áo của Dior đó. Vì cái phông chữ này nè, nó khá giống với phông chữ của Dior. Mình không có phải là chuyên về thiết kế cho nên là mình không biết chắc chắn là nó có giống bao nhiêu phần trăm đi ra không. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình nhìn vô thì mình sẽ liên tưởng đến cái phông của Dior nhiều. Cái viền, cái lai viền này nè, thì nó lại là sọc ngang nha. Kiểu chỉ đang mà ngang ấy. Cái áo hồi nãy là chỉ đang dọc. Thì cái này á, mình thấy có một điểm trừ ở đây là cái chỉ đang ngang này nó sẽ dễ bị giãn ra như thế này nè. Mặc dù có chất liệu tốt thì nó sẽ có cái độ giãn ở chỗ này. Thì khi các bạn mặc lên á, nó dễ bị kiểu không có vô form nhiều lắm. Nút thì không quá to nha mọi người. Cái này dành cho những bạn nào thích mặc cardigan mà nút không quá to. Đây là cái điểm mà mình thích của Dior hơn. Thì nói chung á, là cái giá cao hơn. Cái giá này cao hơn gấp bao nhiêu nha. Mình lấy giá gốc của Dior là 650 ha. Một cái là 1.490 chục. Gần là 1.500.000 rồi. Gần bằng gấp 3. Thì mình nghĩ cái giá nó hơn là ở cái cách đan với lại cái chất liệu nó xịn hơn. Đấy, có thể là nó xịn hơn. Cho nên là giá cao hơn. Và một phần nữa cho góp phần cho cái giá cao hơn như vậy là vì DVRK là một trong những brand cũng có tiếng rồi. Cho nên là người ta bán đồ cũng coi như là bán thương hiệu nữa. Đó, nên là thương hiệu của người ta cao thì người ta có quyền cao giá hơn. Thì tổng kết lại, những cái điểm mà khác và giống nhau thì mình đã nói rồi. Các bạn cũng có thể nhìn qua video để tự so sánh. Nói chung á, thì không phải là cái rẻ hơn là nó dởm đâu nha. Để cái DL mình vẫn thấy là rất là ok nè. Thì các bạn sẽ có thể tự chọn ra cho mình cái mà các bạn muốn. Và nếu như mình là một người muốn mua một cái cardigan có một cái độ co giãn vừa phải, vải mềm nè và mỏng, mặt êm da, êm người, mặt sướng cái da đó, style nó cổ điển hơn đó, thì mình sẽ chọn DVRK. Tuy nhiên nếu bạn nào thích một cái cardigan với cái form nó gọi là đứng hơn một xíu và màu thì cái màu nó màu nâu và màu kiểu mộc hơn một tí nè, chọn một cái loại cardigan mà nó có cái phần lai áo nó không có bị dễ dãn thì mình sẽ chọn DL. Và một cái điểm cộng rất lớn là DL giá nó dễ mua hơn. Đấy, cái giá dễ mua hơn. Thì đây là tùy vào các bạn ha. Còn fan của brand nào thì chắc chắn là mua của brand đó rồi. Theo mình thấy thì cả hai đều có cái điểm cộng riêng. Cho nên là bạn nào thích cái loại cardigan này thì có thể lựa chọn sau khi coi video clip này ha. Rồi cuối cùng, đấy xong, nhanh gọn lẹ. Cuối cùng thì mình có mua một sketch script body trên thuyền bà Thảo. Shop này thì là shop quen của mình nên là độ uy tín cao. Đây là một cái body scrub kiểu tẩy tế bào chết trên da body của hãng gì mình quên rồi, nhưng mà tại vì nó có cái mùi dưa hấu. Sữa tắm hay những cái về body á thì mình thích những cái mùi tươi mát hoặc là những cái mùi mà mình ghiền như là mùi cà phê. Thì có ba cái mùi mà mình cực kỳ thích khi mà sử dụng body là cà phê này, sữa bò và dưa hấu. Thì mình đã từng dùng cà phê rồi. Thì trước đây là mình đang sử dụng sữa bò. Giờ cái sữa bò nó hết rồi thì mình muốn sử dụng cái dưa hấu này xem thử, bởi vì hôm bữa có cái deal rất là rẻ. Ok, thì vừa mới inbox cái miếng siêu ở ngoài ra thôi thì mình đã nghe cái mùi dưa hấu nó lên tới não rồi mọi người. Thơm lắm, mình cực thích cái mùi dưa hấu á, kiểu cảm giác nó sảng khoái và nó mát á. Mùa hè này thì mình nghĩ là nên dùng nhất những cái sản phẩm mà có mùi thiên nhiên, trái cây nhiệt đới như thế này. Đây là của hãng Trihot. Thì chưa hết này mình chưa bao giờ xài nha. Quan trọng là chưa bao giờ xài luôn. Mình thấy cái deal rẻ, mình thấy cái mùi dưa hấu đó mình mua thôi. Cái hũ này là giá sale hôm bữa mình sang được là 290, nhưng bình thường là mắc hơn nhiều. Mình nghe bà Thảo nói là bên hàng kiểu cũng là dạng best seller á, thì cái này nó sẽ giúp cho da mình nó trong trẻ, khỏe hơn. Và cái việc mà dùng body scrub á, nó cũng sẽ khiến cho da của bạn tươi sáng hơn. Cho những bạn nào mà muốn kiểu mà làm sáng da, kiểu giống như là tắm sữa tắm không chưa có đủ á, là dù là mình kỳ bằng bông tắm luôn nha, mình vẫn cảm thấy là nó vẫn còn cái gì đó nhấp nháp đứt, kiểu mà ghét á, kiểu mà không kỳ ra hết được á. Thì khi mà các bạn dùng body scrub á, nó sẽ giúp cho các bạn cảm giác được cái feeling được là cái da của bạn thật sự là rất là mướt và rất là sạch luôn á, kiểu là cực sạch luôn sau khi mà tắm xong. Nên mình rất thích cảm giác đó nên mình hay dùng body scrub lắm. Wow, thơm quá mọi người, trời ơi nó thơm ngát luôn á. Và mở ra này, y như là các bạn đang lấy cái cơm, mình gọi cái đó cái cơm đúng không, giống như kiểu cái ruột của dưa hấu thật đang ở trong đây vậy. Đây sờ vào thì có cảm giác cái đường nó liên kết với nhau này, cái hạt đường ở trong này này,
rất là chắc luôn nha mọi người, chứ nó không có phải là bủng 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 giống như là những cái scrub mà để rẻ khác. Tưởng ý chị là bùn bùn lào mau hi hi. Những cái scrub mà nó chắc như thế này nè thì các bạn xài nó sẽ đỡ hao hơn những cái scrub mà nó lỏng lỏng hay là dạng kem. Tại vì những cái dạng đấy thì các bạn sẽ cảm giác như chưa đủ á, xài rất là nhiều mà nó sẽ dễ hao. Cái hũ này mình nghĩ là xài chắc cỡ 2-3 tháng á. Đấy, có những cái hạt như thế này, cái hạt li ti, cái hạt đường li ti như thế này thì các bạn, khi mà các bạn chà sát lên da thì da body mình nó không có giống da mặt mình, nó không có quá mỏng, cho nên là bạn chà không có sợ bị tổn thương da. Và những cái hạt này khi mà các bạn ma sát nhiều á nó sẽ tan ra á, xong nó thành dưỡng chất thấm thẩm thấu vô trong da đó. Đây nè, mình xài một hồi nó tan ra nè. Cái lúc mà nó là còn là cái hạt rắn á thì khi mà các bạn chà sát như vậy á thì nó sẽ ra luôn cái hòm cho các bạn. Bảo đảm luôn nha, sau khi mà kiểu rửa bằng nước đi á thì cái da này sẽ rất là mịn luôn. Thì thường mình xài body scrub là một tuần mình sẽ xài 2 lần, mình chia ra. Đó, không xài quá nhiều nha. Đó là những gì mà mình đã mua trong tuần này. Dù không nhiều lắm nha, nhưng mà mình thấy là cũng chất lượng rồi đúng không mọi người. Tính xương xương là cũng 2 triệu hơn rồi đó. Mua được 2 cái áo mà còn kiểu có thể so sánh được, coi là cái nào ổn và giúp cho các bạn có thể chọn lựa cho bản thân các bạn được đúng cái kiểu mà các bạn muốn. Mình thấy là khá là vui, kiểu mua đồ được cho mình mà còn giúp được các bạn một số thông tin nữa. Đó là cách mà Fairybox của mình thường xuất hiện. Thì nếu các bạn thích video clip này thì nhớ like, share, subscribe MTV, cũng như là nhớ nhấn cái chuông kế bên nút đăng ký để nhận được mọi thông tin, mọi khi MTV clip mới nha. Cảm ơn các bạn, sayonara.